Chào mừng các em đến với bài học ngày hôm nay. Tiết trước chúng ta đã được tìm hiểu về nguyên tố oxy. Tiết này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một nguyên tố cùng nhóm với oxy. Vậy đó là nguyên tố nào? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu thử. Một nguyên tố được tìm ra vào thời cổ đại. Phát minh vĩ đại của nước Trung Hoa cổ là thuốc súng phục vụ cho mục đích chiến tranh. Thuốc súng đen có thành phần là 75% kali nitrat, 15% than gỗ và 10% là lưu huỳnh. Nguyên tố này tồn tại được ở dạng đơn chất và dạng hợp chất. Từ xa xưa đến nay, thì nguyên tố này được ứng dụng rất nhiều trong đời sống sản xuất như sản xuất axit sulfuric, chế tạo diêm, chất tẩy trắng bột giấy, thuốc trừ sâu, phẩm nhuộm, dược phẩm, vân vân. Và nguyên tố mà cô đang muốn nhắc đến ngày hôm nay đó chính là lưu huỳnh. Các em vào bài 30, lưu huỳnh. Bài học ngày hôm nay của chúng ta gồm những phần sau đây. Thứ nhất, vị trí cấu hình A nguyên tử. Thứ hai, tính chất vật lý. Thứ ba, tính chất hóa học. Thứ tư, ứng dụng trạng thái tự nhiên và sản xuất. Phần thứ tư, các em sẽ đọc thêm trong sách giáo khoa. Chúng ta đi vào phần đầu tiên, vị trí cấu hình A nguyên tử. Đây là bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Lưu huỳnh có số hiệu nguyên tử là 16. Như vậy, chúng ta có thể viết được cấu hình A và xác định được vị trí của lưu huỳnh trong bảng tuần hoàn. Lưu huỳnh có ký hiệu hóa học là S. Cấu hình A của lưu huỳnh là 1S2, 2S2, 2B6, 3S2, 3B4. Như vậy, từ cấu hình này, chúng ta có thể xác định được vị trí của lưu huỳnh trong bảng tuần hoàn là ở ô thứ 16, chu kỳ 3 và ở nhóm 6A. Lưu huỳnh là kim loại hay phi kim? Và hãy so sánh nó với oxy. Lưu huỳnh, chúng ta thấy là có 6A lớp ngoài cùng, như vậy lưu huỳnh là phi kim. Tiết trước chúng ta được biết oxy ở chu kỳ 2, nhóm 6A. Hôm nay chúng ta biết lưu huỳnh ở chu kỳ 3, nhóm 6A. Như vậy hai nguyên tố này cùng nhóm A và thuộc hai chu kỳ khác nhau. Kỳ 1 thì chúng ta đã được biết là gì? Trong cùng một nhóm A đi từ trên xuống dưới thì tính phi kim yếu dần. Như vậy, nói cách khác, tính phi kim của lưu huỳnh sẽ yếu hơn của oxy. Chúng ta qua phần 2, tính chất vật lý. Đây là hình ảnh của lưu huỳnh ở điều kiện thường. Các em hãy nhận xét về màu sắc trạng thái của lưu huỳnh ở điều kiện thường. Ở điều kiện thường, lưu huỳnh ở trạng thái rắn có màu vàng. Lưu huỳnh có hai dạng thù hình, đó là lưu huỳnh tà phương ký hiệu S alpha và lưu huỳnh đơn tà ký hiệu là S beta. Hai dạng thù hình này nó khác nhau về cấu tạo tinh thể và một số tính chất vật lý, nhưng về tính chất hóa học là giống nhau. Chúng ta đi qua phần 3, tính chất hóa học. Để xác định được tính chất hóa học thì chúng ta sẽ xác định số oxy hóa của lưu huỳnh trong các chất sau: H2S, FeS, lưu huỳnh đơn chất, SO2, SO3, H2SO4, SF6. Trong H2S và FeS thì số oxy hóa của lưu huỳnh là -2. Lưu huỳnh đơn chất số oxy hóa 0. Lưu huỳnh trong SO2 là -4. Lưu huỳnh trong các hợp chất SO3, H2SO4, SF6 đều là -6. Như vậy ở đây chúng ta có thể thấy là lưu huỳnh từ số oxy hóa 0 xuống -2 sẽ thể hiện tính oxy hóa. Và lưu huỳnh cũng có thể từ 0 lên -4, -6 thể hiện tính khử. Như vậy, lưu huỳnh vừa có tính oxy hóa, vừa có tính khử. Chúng ta sẽ xem xét. Khi lưu huỳnh là thể hiện tính oxy hóa, nó sẽ tác dụng với những chất khử như là kim loại hoặc là hydro. Và khi lưu huỳnh là chất khử, nó sẽ tác dụng với những chất oxy hóa như là oxy, flo hoặc là axit sulfuric đặc. Bây giờ chúng ta sẽ xem hai cái video thí nghiệm. Thí nghiệm thứ nhất, chúng ta sẽ xem là sắt bột tác dụng với lưu huỳnh. Sắt bột tác dụng với lưu huỳnh bột. Nung nóng đầu que sắt trên ngọn lửa đèn cồn. Đưa vào hỗn hợp bột sắt và lưu huỳnh. Khi một ít hỗn hợp đã dính vào que sắt, mang đốt cháy trên ngọn lửa, sau đó đưa nhanh trở lại vào hỗn hợp. Một lúc sau, thấy hỗn hợp cháy đỏ. Vậy, phản ứng hóa học đã xảy ra, sản phẩm tạo thành là sắt 2 sulfur có màu xám đen.
chúng ta xem tiếp video thí nghiệm thứ hai là phản ứng của lưu huỳnh và oxy. Oxy tác dụng với lưu huỳnh, đốt nắm muôi sắt có chứa lưu huỳnh bột trên ngọn lửa đèn cồn. Lưu huỳnh nóng chảy rồi cháy ở ngoài không khí cho ngọn lửa màu xanh mờ. Sau đó, đưa lưu huỳnh đang cháy vào lọ chứa oxy. Lưu huỳnh tiếp tục cháy cho ngọn lửa sáng xanh, sản phẩm sinh ra là lưu huỳnh dioxit. Chúng ta qua phần đầu tiên, đó là tính oxy hóa của lưu huỳnh. A. Tác dụng với kim loại. Lưu huỳnh tác dụng với nhiều kim loại ở nhiệt độ cao cho sản phẩm là muối sunfua. Sắt tác dụng với lưu huỳnh cho sản phẩm sắt 2 sunfua có màu xám đen. Nhôm tác dụng lưu huỳnh tạo ra nhôm sunfua. Kẽm tác dụng lưu huỳnh tạo kẽm sunfua. Thủy ngân tác dụng lưu huỳnh tạo thủy ngân sunfua. Và chúng ta ở đây chúng ta thấy nè, các kim loại tác dụng với lưu huỳnh hầu hết là có nhiệt độ cao. Riêng phản ứng của thủy ngân với lưu huỳnh thì lại xảy ra ở ngay điều kiện thường, nên người ta ứng dụng cái điều này, ứng dụng cái phản ứng này để thu gom cái nhiệt kế thủy ngân bị vỡ trong phòng thí nghiệm bằng cách rắc bột lưu huỳnh lên cái nơi mà thủy ngân rơi vãi đó, rồi sau đó chúng ta sẽ thu dọn vào thùng rác. B. Tác dụng với hydro. Hydro tác dụng với lưu huỳnh tạo ra hydro sunfua. Và chúng ta ở đây chúng ta thấy nè, lưu huỳnh trong các phản ứng này từ số oxy hóa 0 tạo ra các sản phẩm là lưu huỳnh có số oxy hóa là -2 trong các hợp chất. Như vậy, ở đây lưu huỳnh thể hiện tính oxy hóa khi tác dụng với kim loại hoặc tác dụng với hydro. Chúng ta qua 2, tính khử. A. Tác dụng với phi kim. Lưu huỳnh cháy trong oxy cho ngọn lửa màu xanh tạo ra lưu huỳnh dioxit. Lưu huỳnh tác dụng với flo tạo ra SF6 là lưu huỳnh hexafluorua. Ngoài ra thì lưu huỳnh còn tác dụng với những hợp chất có tính oxy hóa mạnh như kali clorat, axit sulfuric đặc, axit nitric. Ở đây cô sẽ viết phản ứng với lưu huỳnh với axit sulfuric đặc. Nó sẽ sinh ra khí lưu huỳnh dioxit và nước. Chúng ta thấy ở đây các phản ứng ở đây, lưu huỳnh từ số oxy hóa 0 sinh ra các sản phẩm là lưu huỳnh có số oxy hóa cộng 4 cộng 6 trong các hợp chất. Như vậy ở đây lưu huỳnh thể hiện tính khử khi tác dụng với những chất oxy hóa như là phi kim, mạnh hơn nó như là flo hay là oxy, và những chất oxy hóa mạnh như là axit sulfuric đặc, kali clorat hay là axit nitric. Như vậy tóm lại, lưu huỳnh có hai tính chất, đó là tính oxy hóa và tính khử. 4. Trạng thái tự nhiên, ứng dụng và sản xuất. Phần này các em xem thêm trong sách giáo khoa. Như vậy chúng ta sẽ tổng kết lại cái bài học lưu huỳnh của chúng ta ngày hôm nay. Các em cần nắm những ý sau đây. Về tính chất vật lý, các em nắm cho cô hai ý. Thứ nhất, lưu huỳnh là chất rắn màu vàng. Và thứ hai, lưu huỳnh có hai dạng thù hình, đó là S alpha và S beta. Về tính chất vật lý là về tính chất hóa học thì lưu huỳnh có hai tính chất, đó là tính oxy hóa và tính khử. Nó thể hiện tính oxy hóa khi nó tác dụng với chất khử, ví dụ như kim loại hoặc là hydro. Và lưu huỳnh thể hiện tính khử khi nó tác dụng với những chất oxy hóa là phi kim hoặc là axit sulfuric đặc. Về ứng dụng, đầu giờ chúng ta cũng đã đề cập đến một số ứng dụng của lưu huỳnh như là điều chế axit sulfuric, chế tạo diêm, vân vân. Về sản xuất thì lưu huỳnh sản xuất từ mỏ lưu huỳnh hoặc là từ những cái hợp chất có lưu huỳnh. Phần ứng dụng sản xuất các em đọc thêm trong sách giáo khoa. Chúng ta đi vào phần làm củng cố các bài tập trắc nghiệm. Câu 1, đơn chất nào sau đây vừa có tính oxy hóa vừa có tính khử? A. Oxy. B. Ozone. C. Lưu huỳnh. D. Flo.
Như vậy ở đây chỉ có lưu huỳnh là vừa thể hiện tính oxy hóa vừa thể hiện tính khử, còn lại oxy, ozone và flo chỉ thể hiện tính oxy hóa. Câu 2, nhận định nào sau đây đúng khi phản ánh tính chất hóa học của lưu huỳnh? A. Lưu huỳnh chỉ có tính oxy hóa. B. Lưu huỳnh chỉ có tính khử. C. Lưu huỳnh vừa có tính khử vừa có tính oxy hóa. D. Lưu huỳnh không có tính oxy hóa và không có tính khử. Thì chúng ta biết là gì? Lưu huỳnh vừa có tính khử vừa có tính oxy hóa nên đáp án là C. Câu 3. Tổng số A ở phân lớp B của một nguyên tử nguyên tố X bằng 10. Vậy nguyên tố X là A. Lưu huỳnh Z bằng 16. B. Neon Z bằng 10. C. Oxy Z bằng 8. D. Clo Z bằng 17. Vậy chúng ta sẽ viết cấu hình ra. Viết đến khi nào tổng số A trên phân lớp B là bằng 10 thì ngừng. Thì ở đây chúng ta sẽ được đáp án là câu A là Z bằng 16 lưu huỳnh. Chúng ta thấy ở đây tổng A trên phân lớp B là 2B6, 3B4, tổng A này bằng 10. Thì số Z của nó là 16, đó là nguyên tố lưu huỳnh. Đáp án A. Câu thứ tư, khi làm nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì ta dùng biện pháp nào sau đây để thu gom thủy ngân có hiệu quả nhất? A. Dùng chổi quét nhiều lần, sau đó gom bỏ lại thùng rác. B. Dùng giẻ tẩm dung dịch giấm ăn, lau sạch nơi nhiệt kế vỡ. C. Lấy bột lưu huỳnh rắc lên chỗ nhiệt kế vỡ, sau đó dùng chổi quét gom và bỏ vào thùng rác. D. Lấy muối ăn rắc lên chỗ nhiệt kế vỡ, sau đó dùng chổi quét gom bỏ vào thùng rác. Vậy nãy chúng ta cũng có học rồi, đó là lưu huỳnh chỉ tác dụng với thủy ngân ở nhiệt độ thường thôi. Nên là chúng ta sẽ dùng đáp án C. Lấy bột lưu huỳnh rắc lên chỗ nhiệt kế vỡ, sau đó dùng chổi thu gom lại và bỏ vào thùng rác. Bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào các em và hẹn gặp lại. Chúng ta qua phần đầu tiên, đó là tính oxy hóa của lưu huỳnh. A. Tác dụng với kim loại. Lưu huỳnh tác dụng với nhiều kim loại ở nhiệt độ cao cho sản phẩm là muối sunfua. Sắt tác dụng với lưu huỳnh cho sản phẩm sắt 2 sunfua có màu xám đen. Nhôm tác dụng lưu huỳnh tạo ra nhôm sunfua. Kẽm tác dụng lưu huỳnh tạo kẽm sunfua. Thủy ngân tác dụng lưu huỳnh tạo thủy ngân sunfua. Và chúng ta ở đây chúng ta thấy nè, các kim loại tác dụng với lưu huỳnh hầu hết là có nhiệt độ cao. Riêng phản ứng của thủy ngân với lưu huỳnh thì lại xảy ra ở ngay điều kiện thường. Nên người ta ứng dụng cái điều này, ứng dụng cái phản ứng này để thu gom cái nhiệt kế thủy ngân bị vỡ trong phòng thí nghiệm bằng cách rắc bột lưu huỳnh lên cái nơi mà thủy ngân rơi vãi đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ thu dọn vào thùng rác. B. Tác dụng với hydro. Hydro tác dụng với lưu huỳnh tạo ra hydro sunfua. Và chúng ta ở đây chúng ta thấy nè, lưu huỳnh trong các phản ứng này từ số oxy hóa 0 tạo ra các sản phẩm là lưu huỳnh có số oxy hóa là -2 trong các hợp chất. Như vậy, ở đây lưu huỳnh thể hiện tính oxy hóa khi tác dụng với kim loại hoặc tác dụng với hydro. Chúng ta qua 2, tính khử. A. Tác dụng với phi kim. Lưu huỳnh cháy trong oxy cho ngọn lửa màu xanh tạo ra lưu huỳnh dioxit. Lưu huỳnh tác dụng với flo tạo ra SF6 là lưu huỳnh hexafluorua. Ngoài ra thì lưu huỳnh còn tác dụng với những hợp chất có tính oxy hóa mạnh như kali clorat, axit sulfuric đặc, axit nitric. Ở đây cô sẽ viết phản ứng với lưu huỳnh với axit sulfuric đặc. Nó sẽ sinh ra khí lưu huỳnh dioxit và nước. Chúng ta thấy ở đây các phản ứng ở đây. Lưu huỳnh từ số oxy hóa 0 sinh ra các sản phẩm là lưu huỳnh có số oxy hóa cộng 4, cộng 6 trong các hợp chất. Như vậy ở đây lưu huỳnh thể hiện tính khử khi tác dụng với những chất oxy hóa như là phi kim, mạnh hơn nó như là flo hay là oxy, và những chất oxy hóa mạnh như là axit sulfuric đặc, kali clorat hay là axit nitric. Như vậy tóm lại, lưu huỳnh có hai tính chất, đó là tính oxy hóa và tính khử. 4. Trạng thái tự nhiên, ứng dụng và sản xuất. Phần này các em xem thêm trong sách giáo khoa.
Như vậy chúng ta sẽ tổng kết lại cái bài học lưu huỳnh của chúng ta ngày hôm nay. Các em cần nắm những ý sau đây. Về tính chất vật lý, các em nắm cho cô hai ý. Thứ nhất, lưu huỳnh là chất rắn màu vàng. Và thứ hai, lưu huỳnh có hai dạng thù hình, đó là S alpha và S beta. Về tính chất vật lý là về tính chất hóa học thì lưu huỳnh có hai tính chất, đó là tính oxy hóa và tính khử. Nó thể hiện tính oxy hóa khi nó tác dụng với chất khử, ví dụ như kim loại hoặc là hydro. Và lưu huỳnh thể hiện tính khử khi nó tác dụng với những chất oxy hóa là phi kim hoặc là axit sulfuric đặc. Về ứng dụng, đầu giờ chúng ta cũng đã đề cập đến một số ứng dụng của lưu huỳnh như là điều chế axit sulfuric, chế tạo diêm, vân vân. Về sản xuất thì lưu huỳnh sản xuất từ mỏ lưu huỳnh hoặc là từ những cái hợp chất có lưu huỳnh. Phần ứng dụng sản xuất các em đọc thêm trong sách giáo khoa. Chúng ta đi vào phần làm củng cố các bài tập trắc nghiệm. Câu 1, đơn chất nào sau đây vừa có tính oxy hóa vừa có tính khử? A, oxy, B, ozone, C, lưu huỳnh, D, fluor. Như vậy ở đây chỉ có lưu huỳnh là vừa thể hiện tính oxy hóa vừa thể hiện tính khử, còn lại oxy, ozone và fluor chỉ thể hiện tính oxy hóa. Câu 2, nhận định nào sau đây đúng khi phản ánh tính chất hóa học của lưu huỳnh? A, lưu huỳnh chỉ có tính oxy hóa. B, lưu huỳnh chỉ có tính khử. C, lưu huỳnh vừa có tính khử vừa có tính oxy hóa. D, lưu huỳnh không có tính oxy hóa và không có tính khử. Thì chúng ta biết là gì? Lưu huỳnh vừa có tính khử vừa có tính oxy hóa nên đáp án là C. Câu 3, tổng số A ở phân lớp B của một nguyên tử nguyên tố X bằng 10. Vậy nguyên tố X là A, lưu huỳnh Z bằng 16, B, neon Z bằng 10, C, oxy Z bằng 8, D, clor Z bằng 17. Vậy chúng ta sẽ viết cấu hình ra. Viết đến khi nào tổng số A trên phân lớp B là bằng 10 thì ngừng. Thì ở đây chúng ta sẽ được đáp án là câu A là Z bằng 16 lưu huỳnh. Chúng ta thấy ở đây tổng A trên phân lớp B là 2B6, 3B4, tổng A này bằng 10. Thì số Z của nó là 16, đó là nguyên tố lưu huỳnh. Đáp án A. Câu thứ tư, khi làm nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì ta dùng biện pháp nào sau đây để thu gom thủy ngân có hiệu quả nhất? A, dùng chổi quét nhiều lần, sau đó gom bỏ lại thùng rác. B, dùng giẻ tẩm dung dịch giấm ăn, lau sạch nơi nhiệt kế vỡ. C, lấy bột lưu huỳnh rắc lên chỗ nhiệt kế vỡ, sau đó dùng chổi quét gom và bỏ vào thùng rác. D, lấy muối ăn rắc lên chỗ nhiệt kế vỡ, sau đó dùng chổi quét gom bỏ vào thùng rác. Vậy nãy chúng ta cũng có học rồi, đó là lưu huỳnh chỉ tác dụng với thủy ngân ở nhiệt độ thường thôi. Nên là chúng ta sẽ dùng đáp án C, lấy bột lưu huỳnh rắc lên chỗ nhiệt kế vỡ, sau đó dùng chổi thu gom lại và bỏ vào thùng rác. Bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào các em và hẹn gặp lại.